Tại sao gọi là trại hầm? Là người Đà Lạt nhưng có thể bạn chưa biết điều này. Vũ Đà Lạt xin chào. Đến với Đà Lạt thời gian gần đây, chắc hẳn mọi du khách đều biết đến con đường tập trung rất nhiều cà phê, homestay nổi tiếng mang tên Hoàng Hoa Thám. Ở đây tập trung rất nhiều quán cà phê sở hữu view check-in xịn sò, được mọc lên liên tục, du khách hàng ngày ra vào tham quan check-in rất đông đúc. Còn với người dân địa phương thì trìu mến gọi bằng cái tên gần gũi, trại hầm. Vậy tại sao vùng đất này được gọi là trại hầm? Và lịch sử hình thành khu trại hầm này như thế nào? Hôm nay hãy cùng Vũ Đà Lạt giải đáp thắc mắc này nhé! Khu vực trại hầm ngày trước là một vùng đất yên bình, nên thơ, nổi tiếng với phong cảnh đẹp, có chùa Sư Nữ Linh Phong và vì nghề trồng mận nữa, một loại đặc sản Đà Lạt nổi tiếng mà du khách đến Đà Lạt không quên mua về biếu bạn bè và người thân. Thank you.
Vì sao gọi là trại hầm? Theo ông Hai, 80 tuổi, người đã gắn bó với nơi đây ngay từ những ngày đầu cho biết, xóm được hình thành từ những trại. Trại ở đây là những căn lều cất tạm của người dân đi rừng, sống bằng nghề nương. Thuở ấy vào những năm 30, chốn này còn là rừng già hoang vu, rậm rịt, vắng người. Những người dân ở trại hầm là những người đầu tiên đến đây cất trại khai thác gỗ, củi, bán cho các công trình xây dựng, cho các lò bánh mì của Pháp. Phương tiện chuyên chở lúc ấy là những cỗ xe trâu. Ban đêm nằm ở đây còn nghe tiếng cọp gầm, tiếng mang tác đầu hồi, tiếng xương rơi lộp độp trên mái lá. Lúc đó ông Hai là một cậu bé 7 tuổi, theo cha từ Bình Định vào làm ăn. Năm 1935, khi đường xe lửa Đà Lạt Tháp Chàm sắp hoàn thành, người Pháp đã giải tán một khu vực dân cư rộng lớn, bắt đầu từ sân bóng, nay là quảng trường, cho đến cầu chui để lấy gỗ làm nhà ga. Toàn bộ khu vực này được đưa vào trại hầm. Đến lúc ấy, con đường mới được mở ra. Bắt đầu từ những lều trại che tạm đó, làng xóm được hình thành. Còn cái tên hầm á, theo ông Hai, đầu xóm có một người được người Pháp cắt đặt làm lý trưởng, tên là ông Hầm, người từ Phan Rang lên. Cái tên trại hầm có từ đó. Ngoài việc khai thác gỗ, củi, trại hầm còn nổi tiếng với nghề trồng mận, trồng cây ăn trái và làm mứt đặc sản. Riêng mận tại trại hầm từng là một đặc trưng của vùng đất này. Mận được trồng sau khi thành lập xóm. Một người Pháp ở biệt thự này là nhà 22 Hùng Vương thời bấy giờ, có khu vườn rộng, nhập giống cây này về trồng. Người dân trại hầm làm thuê ở đấy lén mang về trồng ở vườn mình. Cây tỏ ra thích hợp trên vùng triền đồi, và cả xóm bắt đầu trồng mận, chế biến mứt mận luôn. Lúc đầu làm chỉ để ăn, sau bán cho du khách. Ngày nay, trại hầm đã phát triển hơn với những căn nhà cao tầng được xây kiên cố, những quán cà phê hàng ngày đông đúc khách đến. Nhưng người dân trại hầm, nơi đây vẫn dường như sống trong một không gian yên bình khác. Những khoảng sân nhỏ ngập tràn nắng, những chiếc cổng rực đỏ màu hoa giấy vẫn còn vương vấn nét xưa cũ đầy hoài niệm về một vùng đất ngoại ô Đà Lạt triều mến. Nếu đến Đà Lạt, bạn hãy thử trải nghiệm vùng đất trại hầm này nhé!
tôi là Vũ. Thật cảm ơn vì đã yêu Đà Lạt.